Rồi, như vậy là chúng ta đã set up được cái lớp giáo viên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ set up cái lớp cái class gọi là trường học. Thì trong cái class trường học này nó chỉ chứa một cái danh sách ha, một cái mảng các cái giáo viên, hay là thường mình nói là danh sách hay là mảng một chiều gì đó thì thường ý nghĩa như nhau nha. Nói chung là chứa một cái mảng các giáo viên. Thì mình làm cái hàm linh tinh trong mảng ha, ví dụ nhập rồi in ra rồi tìm kiếm liệt kê sắp xếp gì đó, đó là các thao tác cơ bản trong mảng mà bạn sẽ gặp rất nhiều sau này khi mình làm bài môn nào cũng vậy, hoặc đi làm cũng sẽ gặp. Rồi chúng ta sẽ làm câu số 1, đó là nhập mảng các cái giáo viên. Như vậy trong video clip này chúng ta sẽ khai báo cái class và chúng ta sẽ viết cái hàm nhập mảng. Rồi các bạn nhìn ở đây này, tạm thời chúng ta sẽ tắt hai cái này đi ha, cho nó đỡ bớt choáng ha. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái to ra để nhìn luôn. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái file nữa là trường học.h ha. Mình có một cái file đặt tên đó là trường học.h, như vậy bạn phải chừa trống nữa. Cái giáo viên thì bạn có thể kết thúc cái đó được rồi, mình không biết thêm hàm gì nữa đâu, do đó là bạn cứ qua trang tiếp theo mình có cái trường học.h thôi. Như vậy là đây là cái file trường học.h. Rồi chúng ta sẽ có một cái file nữa là trường học.cpp. Trường học.cpp. Rồi, chúng ta không có tạo cái file main.cpp nữa bởi vì hồi nãy đã có main.cpp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đây là cái file trường học.cpp. Rồi, file.h thì cũng làm như hồi nãy thôi. If not define th, th là chữ trường học á, define ha, th rồi and if, nếu chưa define thì define and if. Chúng ta sẽ khai báo cái class là trường học ha. Theo như mô tả thì cái class trường học này sẽ chứa danh sách giáo viên, nó cũng sẽ có hai phần private và public. Rồi chúng ta sẽ khai báo một cái danh sách giáo viên. Ở đây chúng ta sẽ dùng, không có dùng mảng giống như tuần trước nữa, mà chúng ta sẽ dùng là vector ha, vector giáo viên A để bắt chước tuần trước ha, cũng là A luôn, nhưng mà chúng ta không có khai báo N. Cái in N thì chúng ta có in N ha, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nói là bỏ đi, không cần thiết, không không cần cái báo in nào nha. Đó, nhưng mà mình ghi chú này để khi về về nhà đọc lại hiểu là mình khai báo n cũng được, không có n cũng được. Rồi cái chỗ này nó sẽ báo lỗi gì đó, thứ nhất là nó báo này ha, cái giáo viên nó chưa biết ở đâu hết, thì các bạn thì lướt cho nó thôi, bạn thì lướt cái giáo viên chấm h vô để nó biết cái giáo viên nằm ở trong file chấm h. Cái vector đó chưa biết ở đâu hết thì cái vector là nó bạn sẽ lướt cái vector không có chấm h, nó giống như IO stream vậy đó, là using namespace std sao. Rồi chúng ta sẽ viết hàm nhập ha, void nhập danh sách ha, nhập mảng đi, nhập mảng giáo viên thôi, gọi chữ danh sách đi cho nó ngầu ha, nhập danh sách giáo viên. Rồi để cái này được không? Không ha, phải để dưới tại vì chút hàm main còn xài nữa, cho đó là để chỗ này là sai, mình phải để ở dưới. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu qua cái file cpp, chúng ta có thằng này đây. Trong này thì mấy trong cái trường học chấm cpp thì mình sẽ lướt trường học chấm h ha. Giờ mình có cho cái hàm nhập giáo viên, theo cái thói quen hồi nãy mình copy cái dòng này, mình bỏ qua phía bên đây, bỏ chấm phẩy, bỏ một móc, một móc thêm chỗ này, thêm cái chữ gì, giáo viên đúng không? Không à, cái hàm nó nằm ở trong trường học mà phải bỏ cái chữ trường học vô mà. Giống như con mình mà ghi tên hàng xóm vô thì hơi nguy hiểm ha. Mấy bạn phụ nữ thì cẩn thận ha, phải đừng bị lộ. Rồi in n vô ha, in n là hồi nãy mình không có khai báo biến n, do đó là ở đây mình phải khai báo biến n trong đây ha, in n. Rồi cl nhập mảng thì mình làm gì? Nhập số phần tử ha, nhập số phần tử, nhập số lượng giáo viên, nhập số lượng giáo viên, bạn ghi nhập số phần tử cũng được ha, mình nhập số lượng giáo viên cho nó thân thuộc tí, cho nó gần gũi tí thôi.
Rồi đây. Sau đó mình làm cái gì? Mình for y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Mình sẽ làm như thế này. Mình khai báo một cái giáo viên DB. À, DB chấm nhập. DB chấm nhập giáo viên. Sau đó a chấm pushback DB. À, thao tác pushback nghĩa là sao? Thao tác pushback có nghĩa là ở lúc đầu thì cái vector của bạn là không có phần tử trong đó. À, lúc đầu bạn không có phần tử đâu hết. Khi bạn pushback một cái vô thì vector của bạn sẽ có một giáo viên. Khi bạn pushback lần thứ hai thì vector của bạn sẽ có hai giáo viên. À, khi bạn pushback lần thứ hai thì vector của bạn hai giáo viên, tức là bạn có hai lượng. Khi bạn pushback lần thứ ba thì vector sẽ có ba giáo viên. Khi bạn pushback lần thứ tư thì vector có 4 cái viên đó. Thì nó là như vậy ha, nó là mỗi lần pushback thì là pushback là thêm điều cuối, thêm điều cuối của bạn đó. Rồi, như vậy là chúng ta vừa mới pushback xong. Rồi, chúng ta sẵn tiện mà chúng ta để, bởi vì các bạn hay nhầm lẫn, do đó là thầy ghi luôn cách 1. Có nhiều bạn sẽ làm cách 2. Thầy ghi cả hai cách luôn. Cách nào cũng được đó ha. Rồi, cách 2 thì a.resize n. Rồi. For y bằng 0. Rồi ha, kéo này xuống tí. For inter y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Rồi, a y chấm nhập. À, ở đây phải có câu cao nữa cho nó dễ nhìn ha. Nhập giáo viên, giáo viên thứ y á, chữ y các bạn. Rồi, chấm hai chấm và chấm dòng. Rồi, nhập giáo viên thứ y. Cái này cũng cần hả? Cái này cũng cần phải viết câu đó. Rồi, chúng ta sẽ view full screen để mình coi. Đây có hai cách ha. Cách thứ nhất là sẽ pushback từ từ. Cách thứ hai là mình chỉnh kích thước của cái mảng, sau đó là mình cứ AI chấm nhập thôi. À, chúng ta chỉ nên chọn một trong hai cách này ha. Có nhiều bạn là làm lộn xộn hai cách luôn. Đó là lý do thầy này phải viết ra hai cách ha. Có nhiều bạn là tại vì thầy lý thuyết thì dạy cách 1, thầy thực hành dạy cách 2. Do đó sau khi học cái giờ lý thuyết giờ thứ 7, thực hành giờ tối thứ 3, các bạn quyết định là trộn lại thành cái cách là cách thứ 3 của các bạn. Thì cách thứ 3 nó sẽ biết ha. Cách thứ 3 là như thế này. Cách thứ 3 là cái chỗ này. Thay vì là giáo viên JV rồi JV chấm nhập rồi pushback, bạn nói hỏi đi mấy này nhiều quá, lấy cái này bỏ anh lên. À, là nó sai liền. Tại vì sao? Tại vì lúc đó nó báo là cái mảng này rỗng, nó không có phần tử nào hết, không có lấy y. Còn có nhiều bạn là cũng trộn hai cách đó luôn. À, có nhiều người xào nấu kiểu khác lắm, trộn hai cách đó là như thế này ha. Resize xong rồi lấy nguyên cái đoạn này bỏ dưới đây thì lúc đó nó sẽ gấp đôi lên. Ví dụ như mình có 5 giáo viên, mình resize 5, coi như là mình có 5 giáo viên rồi. Sau đó bạn pushback 5 cái nữa thì tổng cộng cái mảng của bạn có bao nhiêu giáo viên? 10. À, cái đó là nó sẽ bị đánh tùm lum hết. Thôi thì thầy ra viết cả hai cách để các bạn không có nhầm ha. Cách 1, cách 2 đều đúng hết nha. Nhưng mà thầy comment là lại để chút mình chạy không xa. Rồi, bây giờ chúng ta viết cái gì? Chúng ta sẽ new vertical cái này. À, rồi. Ok, rồi các bạn viết vô, comment tự viết nha. Comment chỉ có hai dòng đó thôi. Trường học phòng tự nhiên, phòng tự nhiên chấm nhập, nhập phát vô đi, có hai dòng đó. Rồi, viết vô. Đây là bài chấm hát nha, đây là bài chấm CV nha. Rồi, để stop phim rồi.